tím tiếp theo có chức năng là phó đèn tím khi mọi người nắm giữ 3 giây đèn của cái tím này sáng lên thì máy đang ở chế độ khóa đèn tím, tức là các cái tím bấm còn lại sẽ không có thể bấm được. Mọi người sẽ nhấn giữ và cái tím này lại 3 giây cho cái đèn của cái tím này tắt đi thì các cái tím còn lại mình mới có thể bấm điều chỉnh được. Ở đây mình sẽ hiển thị cho mọi người 3 cái đèn cảnh báo. Khi đèn của các cái mục này được sáng lên thì máy đang hiển thị cảnh báo báo động cho mọi người biết là máy đang thiếu. Ví dụ như khi máy hiển thị cái đèn nhấp nháy ở mục water thì có nghĩa máy đang thiếu nước, hoặc ở cái mục thứ hai này là máy đang thiếu chất rất làm về nước như là muối, chén. Ở mục thứ ba sẽ là thiếu các chất tẩy, ví dụ như là chất tẩy rửa hoặc chất làm sáng bóng cho cái thiết bị dụng cụ đồ ăn của mình. Thì khi mà mọi người thấy các cái đèn của các cái nút này sáng lên, mọi người có thể xem ở bên trong máy có các tín hiệu này để mọi người lựa chọn cái vị trí, mọi người bổ sung thêm